Chào cả nhà, Thuận đang có mặt ở số 133 đường Âu Cơ nha cả nhà ơi. Thì bữa nay mình thấy có cái tiệm quay lá mốc mật rất là ngon của anh này. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn đến cái địa chỉ này để thưởng thức nha các bạn. Đây là giò heo nướng lá mốc mật nha mọi người. Rồi mình coi ông chủ quán sách trên giò nha mọi người. Rồi mùi thơm nức luôn cả nhà ơi. Nước chấm là đây mình làm luôn hả? Đó. Có đầy đủ gia vị luôn. Trời ơi nhìn ngon quá. Còn nó có rau rừng không hay là? Có luôn. Mình có bán lẻ như thế nào anh? Bán 200 một ký, bán nửa cái. À nửa cái là 200. 200 một ký. À còn cắt nửa cái được bao nhiêu tính bao nhiêu đúng không? Rồi, đúng rồi. Trời ơi nhìn cái thớ thịt nè mọi người. Quá thơm luôn. Cái mùi thơm này chủ yếu do cái lá này hả? Rồi nó gia vị. Cho gia vị với cái lá mắc mạch cho mọi người. Thì có chú này mua nguyên một cái chân giò. Một cái hả chú? Chú có ăn ở đây thường không? Mới ăn lần đầu. Da có dai không em? Đó. Cái da này có dai không? Không không. Thế cái anh chặt rất là nhẹ nhàng, tới cái xương nó cũng mềm luôn nè. Con dao bự. Là mình sẽ gói trong cái bọc mà ấy này ha. Bọc kiến. Thơm quá. Đây là nguyên cái là được một hộp cái luôn. Coi trên YouTube nè. Dạ. Nó bán cũng là lạ. Vâng. Dạ. Mới ngửi mùi là thấy thơm mới chú ha. Thấy coi TV và thấy YouTube thấy nó thèm thèm. Giờ mấy cân nó bỏng em? Bỏ qua bao nhiêu? Bỏ qua bao nhiêu? Đó, một cái giò đó. Dạ, đây là một cái giò như cái nhà. Cân cả bì. Đúng 1 ký 7 chú. 1 ký 7 340. Chú này lần đầu tiên mua này cả nhà. Rồi. Trên giò này mình rút xương rồi đúng không anh? Dạ. Trên giò rút xương. À. Có 16 loại gia vị. Vâng. 16 loại gia vị dồn chung vào luôn hả anh hả? Dạ. Món này là nguồn gốc ở đâu anh? Cái này của Lạng Sơn. À, ở Lạng Sơn vào nha cả nhà ơi. Hình như người phía Bắc thích ăn lá mốc mật nhỉ? À. Thì cái đặc điểm của lá mốc mật nó như thế nào anh ha? Thơm, ngon. Thơm, ngon và... Mùi quay này mà không có nó thì là không đành. Dạ. Thì lá mốc mật thì có cái vị thơm ngon đặc trưng và nó có cái vị đắng nhẹ đúng không anh? Mà mình làm như này ăn nó không đắng. À không đắng luôn. Tức là nó thấm mỡ thấm gia vị vô thì nó sẽ không đắng nữa. À, là mình ăn được luôn cái lá. Kiểu như mình đồ ăn mình hấp bia đâu có mùi bia đâu. À. Đó, nó kỵ nhau. À tức là nó khử cái vị đắng luôn à. Rất ngon. Ở trong thì anh cho khoảng bao nhiêu lá, bao nhiêu gam lá mắc mật ở trong đó? Cái này không cân, cái dồn nó đầy là khâu lại đâu. À, tức là dồn đầy, cái phần xương rút ra đó bao nhiêu là mình sẽ dồn bao nhiêu lá mắc mật vào trong? Bao nhiêu không đâu? 200 chú ạ. À. 200 ngàn ký ạ. Còn 100 ngàn, 200 ngàn. Cái ít có lửa cái này, nó vừa chặt nó ngon. Đó, anh bán là 200 ngàn một ký nha cả nhà.
một cái chân giò này thì khoảng 1,5 kg cho tới 1,7 kg này. Ở đây anh có bán là lẻ là sẽ là nửa cái nha. Này á. Rồi nhìn là muốn ăn liền tại chỗ luôn các bạn. Cái lượng mỡ nó chảy xuống cái nền than đó các bạn, nguyên một lớp luôn nè, một lớp đen ở dưới luôn. Mấy cái chân giòn ngoài đó là cũng chín ăn được hết rồi anh ha. Chín hết rồi. Vâng, mình chỉ để cho nóng thôi đúng không? Bây giờ mình dỡ nó nóng thôi. Vâng. Này ưu tiên chú luôn, con không bán thế đâu. Ta mua thường ta cứ lạ. Nó chừng không bay á, nó ta mua hoài tính lạng, mà bán nửa giò. Cho nó tính từ lạng từ lạng. Vậy là chú không mua hết cái này à? Chú mua bao nhiêu? Không có mang đủ tiền, không có tiền. À. Có 1,2 chặt bớt đi. Chặt bớt đi một hồi còn là em mua cho, không sao đâu. Nó chạy lên tới trên gần sân bay thôi con. Ủa vậy là dư có một miếng vậy hả? Miếng vậy sao mua? 120 là 6 lạng các bạn nha. Bị dư một miếng nhỏ xíu. Có rau quả gì không? Những cái giò này đều đã chín hết rồi nha cả nhà. Anh này mua một nửa cái giò các bạn. Cắt ra phía trong nè các bạn. Bây giờ mình quay bên nào anh? Hả? Dạ quay cho YouTube. Wow. Trời ơi, thơm nhất là cái lúc này luôn. Khâu bằng chị em ha. Sáu loại gia vị trong này nha mọi người. Những cái bột đó là gia vị anh ha. Gia vị á. Lá mắc mật cũng không nhiều. Chắc là nó cũng đã teo lại rồi mọi người. Không
nó teo lại. Vừa đủ thôi, nhiều quá nó không ngon. Dạ. Em mua nguyên cái luôn. Mấy bữa nay anh bán được khoảng bao nhiêu trên giò? Mấy ngày nay mỗi ngày bán hơn 80 cái. 80 cái? Wow. Hơn 80 cái. Oh. Hơn 80 cái các bạn nha. Khá là nhiều. Rồi mình sẽ bỏ ra dĩa như cả nhà. Đó, chôm ra là ngon. Những cái phần này là gia vị này. Theo ảnh là 16 gia vị ở trong này rồi. Mình sẽ có mùi xả với lại mùi riềng ha. Nhìn nó giống như là cái món giặt cầy. Rồi phần tiếp theo mình sẽ xách hết cho các bạn coi luôn. Nửa cái chân giò như vậy là 9 lạng và 9 lạng là 180 các bạn nhé. Cái phần da vẫn còn giòn. Và đây là phần lá mắc mật này. Lá mắc mật này thì nó không còn cái vị đắng nguyên thủy nữa, do nó thấm mỡ, thấm các gia vị khác thì nó sẽ hơi nhẫn nhẫn, ăn rất là ngon đó. Đó, cái phần thì rất là ngon. Coi nó quay cận cái thịt, nó thịt rất là ngon. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ pha chế nước chấm để ăn với cái món đó. Giò heo quay lá mắc mật như này nha. Đó, ớt cắt vào trong mắm tôm nè. Đó, tùy các bạn ăn cay nhiều với ít, ăn cho một đống ớt luôn. Đó, nhiều lắm. Đây, cái tắc là dưa luôn. Mình sẽ vắt nước chưa ha. Em có cho một tép xả nữa nè. Không biết là anh sẽ không cần dùng ớt. Món này lại ăn với lại rau mơ nha các bạn. Rau mơ đó. Bây giờ mình sẽ quậy ra nha. Thơm nức luôn các bạn.
đây sẽ ăn miếng. Món này thì có cái vị giống như là thịt giả cầy đó các bạn, nhưng mà cái này là thịt heo và thịt nạc từ cái chân đùi, cho nên ăn rất là ngọt và cái sớ thịt rất là chắc ha. Rồi có một ít da ở ngoài cũng khá là giòn, rồi cái mùi thơm của lá mốc mật của các cái gia vị rất là hòa quyện nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.